cảm ơn mấy cho tất cả các em. Các em ơi, ngày hôm nay chị Kim Boy lại tiếp tục hướng dẫn các em làm đồ dùng học tập dễ thương nha. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ làm đó chính là chủ đề K-pop. Những em nào mà thích những nhóm nhạc K-pop và thích chị Kim Boy hướng dẫn làm đồ dùng học tập thì các em đừng quên cho video này một like thật to nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu video này thôi. Let's go. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm những cái bookmark này nha các em. Những cái này thì khi mà chúng ta đọc sách đó, đọc tới đâu thì chúng ta để vào, lát nữa sẽ không có bị lạc là chúng ta đọc ở đâu quên rồi. Để làm cái này thì đầu tiên chị Kimber sẽ sử dụng những cái que kem. Các em có thể sử dụng giấy cứng cũng được nha, nếu mà các em không có que kem. Những cái màu này thì chị Kimber thấy nó hơi đậm với các em, nó không có hợp với K-pop cho lắm, cho nên chị sẽ tô cho nó nhạt lại một tí ha. Đây là những cái màu mà ngày hôm qua chị Kimber đã mua ở Michael nè, rất là dễ thương luôn, còn mới tinh luôn các em. Chị sẽ dùng cái kéo để cắt ra như thế này, làm giống như là cây viết gì đó các em. Cắt ra rất là dễ luôn, tại cái miếng gỗ này nó không có cứng á. Nếu mà các em cắt giấy cứng thì nó sẽ dễ hơn nữa. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tô màu nha. Nếu mà các em có cái cây cọ thì các em dùng cũng được, nếu mà không thì chúng ta có thể dùng một cái miếng bông mút cũng được, tùy cơ ứng biến nha các em. Đây là màu vàng neon. Tô một cái màu trước thì nó sẽ không có được rõ cho lắm, cho nên chúng ta chờ nó khô lớp đầu tiên rồi tô lớp thứ hai nha các em. Rồi chị Kimber sẽ tô cái cuối cùng màu tím nè, chị sẽ làm 4 cây thôi. Wow, cái màu tím này rất là đẹp luôn các em ha. Và bây giờ chị sẽ tô lên thêm một lớp nữa, lớp này là lớp cuối cùng. Nó sẽ rất là đẹp với các em, rất là bóng luôn. Và cái màu nó đều nữa. Bây giờ thì chị Kimber sẽ dùng cái màu trắng để vẽ chữ lên nha. Các em muốn vẽ như thế nào cũng được. Chị sẽ lần lượt vẽ tên những cái nhóm nhạc nổi tiếng. Đây là 4 nhóm nhạc mà chị Kimber tìm thấy nổi tiếng nhất ở trên mạng luôn. Đầu tiên đó chính là nhóm BTS nè. Những em nào là ARMY thì nhớ comment ở dưới nha. Còn những em nào mà thích những cái nhóm nhạc nào khác ngoài BTS thì các em nhớ để dưới để chúng ta cùng xem. Chị Kimber viết là BTS trái tim ARMY là BTS Love ARMY đấy các em. Rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp ha các em. Bây giờ chúng ta sẽ qua nhóm nhạc tiếp theo, đó chính là EXO. Không biết chị Kimber, hình như chị Kimber chưa có nghe nhóm này lần nào hết, nhưng mà thấy các em bình luận đó cho nên chị Kimber làm nhóm này. Tại vì chị không có nghe nhạc Hàn Quốc, cho nên chị cũng không có biết rõ về những cái nhóm nhạc này nữa. Lâu lâu mới nghe các em. Và nhóm tiếp theo đó chính là 101. Nhóm này thì rất là dễ thương luôn nè. Chị Kimber thấy hình những cái anh chị trong nhóm này rất là dễ thương. Ồ quên, chị thôi chứ không có anh. Nếu mà các em không có thích viết tên nhóm nhạc thì chúng ta cũng có thể viết tên mình, hoặc là viết tên bạn bè mình cũng được phải không nè. Và chị sẽ cho thêm 2 bông hoa cho con gái dễ thương ha.
Và đây là cái cuối cùng luôn. Chúng ta chỉ cần để cho nó khô thôi các em và trang trí tùy thích. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cách trang trí vở BTS nha. Đầu tiên chúng ta cần một cuốn vở nè. Nếu mà vở của các em màu trắng thì các em có thể tô màu lên luôn cũng được, màu tùy thích thôi. Tại vì cuốn vở của chị Kimber màu vàng và nó có những cái chữ không có đẹp ra lắm, cho nên chị sẽ dán một cái miếng giấy trắng lên nha. Cách này thì chị Kimber đã hướng dẫn rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đối với những em nào mà chưa xem thì chị sẽ hướng dẫn lại một lần nữa nè. Sau khi cắt miếng giấy ra thì chúng ta sẽ dán vào nha. Keo hồ gì cũng được cả các em, và chúng ta nên dùng một cái miếng giấy để quét cái hồ keo này ra để cho nó thật là mỏng luôn. Nếu không thì lát nữa miếng giấy chúng ta sẽ bị nhăn rất là xấu á các em. Rồi chị Kimber sẽ dán lên. Tiếp theo là chúng ta sẽ trang trí nha. Chị sẽ trang trí những cái màu sắc tươi sáng như là màu neon yellow này và màu hồng, thêm một tí màu trắng nữa các em là nó sẽ rất là đẹp luôn. Các em có thể dùng cọ vẽ hay là dùng một cái miếng mút cũng được. Chúng ta quét xuống như thế này nè các em. Rất là đơn giản luôn. Chị nghĩ nếu mà các em dùng những màu khác cũng rất là đẹp luôn á. Nếu mà các em có làm cho năm học mới thì các em đừng quên đăng lên trên Facebook của chị Kimber để chị Kimber xem nha. Fanpage đó các em là các em gõ tìm kiếm at chị Kimber page là sẽ có ngay. Chị Kimber có để ở dưới phần bình luận và phần mô tả nữa đó. Trời ơi, chị Kimber in cái hình BTS ra nhưng mà nó hết mực rồi, chỉ còn màu vàng thôi. Cho nên chị phải mua mực khác gắn vào nè. Dễ thương chưa nè các em? Nếu mà các em không có những cái tấm hình BTS thì các em cũng có thể viết và vẽ lên cũng được. Vẽ chữ á các em. Đó, chị Kimber sẽ dán lên chỗ này ha. Và chị sẽ vẽ chữ lên luôn, để cho những em nào mà không có hình thì chúng ta vẽ chữ cũng được, mà có hai cái thì cũng được luôn. Vẽ rất là đơn giản luôn ha các em. Nếu mà các em muốn chị Kimber hướng dẫn làm cái gì nữa thì nhớ để dưới bình luận cho chị Kimber biết nha. Yay, xong rồi này các em thấy có dễ thương hay không? Wow, rất là xinh luôn, màu sắc thì rất là tươi. Và bây giờ chúng ta hãy đến với món tiếp theo. Đó chính là những cái kẹp vở như thế này nè các em, những cái kẹp giấy đó. Ô, những cái hình này là hình BTS nhưng mà hình giống như là hoạt hình đó các em. Nếu mà các em không có máy in ra thì chúng ta cũng có thể vẽ nè. Chị Kimber sẽ vẽ một mẫu thử cho các em xem nha, rất là đơn giản luôn. Đó, những cái hình này rất là đơn giản ha các em. Và chúng ta tô màu lên, vậy là rất là giống luôn á. Và xinh nữa. Chị Kimber sẽ tiết kiệm thời gian bằng cách in ra rồi cắt theo những miếng như thế này nha. Những cái hình này vô cùng đơn giản để vẽ luôn á các em. Rồi sau khi cắt ra thì chúng ta sẽ cắt thêm những cái miếng giấy nhỏ nữa nha, để dán ở ngoài phía sau á các em. Nếu mà các em có súng bắn keo thì chỉ cần dán trực tiếp lên thôi. Nhưng mà chị Kimber biết là có nhiều em không có súng bắn keo, cho nên chị Kimber sẽ hướng dẫn theo cách này. Là các em cắt một cái miếng giấy nhỏ ra để chúng ta dán ở phía sau đó.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho một tí keo lên nha. Keo hồ gì cũng được hết các em. Đây cái đầu tiên chị Kimber dán ngược rồi. Đáng lẽ phải dán đầu bên kia mà chị Kimber dán đầu bên này. Thôi kệ không sao. Đó chúng ta chỉ cần dán như thế này thôi nè các em. Đơn giản quá ha. Rồi cái tiếp theo chị Kimber sẽ dán tiếp. Ok em có cái gì nặng nặng đè lên để cho nó dính nha. Chỉ với một chút xíu thời gian và những cái nguyên liệu đơn giản thôi mà chúng ta đã làm ra được những món đồ dùng học tập mà không đụng hàng ai hết ha. Và rất là dễ thương luôn. Các em có thích không nè? Nếu mà các em thích thì nhớ cho video này một like để chị Kimber biết các em thích và làm thêm nha. Ồ, các em thích nhất là món đồ nào trong những món đồ này? Chị Kimber thích nhất là những cái đồ kẹp vỡ này nè. Xin hai các em ơi, chị Kimber cảm ơn các em rất là nhiều đã dành thời gian để cùng chị Kimber làm những cái món đồ dùng học tập rất là dễ thương này nha. Các em đừng quên cho video này một like thật to, và những người mà chưa là thành viên của đại gia đình Kimber thì các em đừng quên bấm nút đăng ký để trở thành lead Kimber tiếp hơn. Và bây giờ thì chị Kimber tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày. Bye bye. Come on.